Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 9, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Ngày 27 tháng 9, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mai Sơn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với HTT trú tại huyện Mai Sơn, là nhân viên bếp ăn của trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, xã Chiên Bang, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, để điều tra về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Quyết định tạm giữ hình sự đối với T đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, chiều 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Chiên Bang nhận được báo cáo của trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh về việc thức ăn của học sinh có mùi thuốc trừ sâu. Sau đó, chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng xuống kiểm tra, phát hiện mẫu phẩm được lưu có mùi thuốc trừ sâu. Theo cơ quan chức năng, sự việc thức ăn có mùi là được phát hiện sớm, các học sinh chưa ăn nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Được biết, trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh có trên 1.200 học sinh, trong đó, có hơn 400 học sinh ăn bán trú tại trường. Theo thông tin ban đầu, bà T là vợ của nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, nay đã chuyển trường khác. Hiện cơ quan công an cũng đang trưng cầu giám định mẫu thức ăn nghi bị bỏ độc để tiếp tục làm rõ vụ việc. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm một lượng lớn đất đã đổ xuống quốc lộ 8A, khiến đường đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh bị chia cắt hoàn toàn. Từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 đến sáng nay, 27 tháng 9, do mưa lớn nên tuyến quốc lộ 8A đoạn cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng gần 1,5 km bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ xuống chắn ngang đường khiến giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn. Nhận được tin báo, ngay trong đêm 26 tháng 9, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo. Bên cạnh đó, do tình hình mưa lũ trên địa bàn Hương Khê tiếp tục diễn biến phức tạp, một số địa phương của huyện này đã bắt đầu triển khai phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực, lập trào chắn tại các điểm sung yếu. Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa lũ đã làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập, tốc mái, nhiều tuyến đường bị chia cắt nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp, một người tử vong do xét đánh. Dự báo từ nay đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Nam Bộ có mưa dừa, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị tăng cường giám sát, điều trị, không để lây nhiễm chéo, lây nhiễm cho nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị. Theo Bộ Y tế, đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính và có khả năng gây dịch. Bệnh có nguồn gốc từ châu Phi, có khả năng lây truyền từ động vật sang người qua tổn thương da, dọc bắn đường hô hấp, dịch cơ thể. Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc gần bao gồm qua tiếp mặt với mặt, cọ sát da với da, miệng với miệng hoặc miệng với da, gồm cả quan hệ tình dục. Bệnh thường diễn biến qua hai giai đoạn, giai đoạn sốt kéo dài từ 0 đến 5 ngày với các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội, đau lưng, đau cơ, hạch liêm viêm và sưng đau, kiệt sức, Giai đoạn phát ban ngoài da thường bắt đầu từ 1 đến 3 ngày sau khi xuất hiện sốt. Ban ngoài da đa dạng gồm có ban giác sẩn, cục sẩn, mụn nước, mụn mũ. Ban có xu hướng tập trung vùng mặt và ngọn chi hơn là ở vùng thân mình. Ban mọc chủ yếu ở mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Ngoài ra cũng hay gặp niêm mạc miệng, niêm mạc sinh dục và kết giác mạc. Số lượng tổn thương da trên một người có thể dao động từ một vài nước cho đến vài ngàn nốt. Hầu hết triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ tự mất đi trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, ở một số người, khi nhiễm bệnh có thể dẫn tới các biến chứng hoặc thậm chí tử vong trẻ sơ sinh trẻ nhỏ phụ nữ mang thai và người bị suy giảm miễn dịch có thể có nguy cơ mắc triệu chứng nghiêm trọng hơn và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ phòng nhiễm bệnh đậu mùa khỉ bằng cách hạn chế tiếp xúc gần với người nghi nhiễm hoặc đã mắc bệnh hoặc với động vật có thể bị nhiễm bệnh thực hành tình dục an toàn thường xuyên làm sạch và khử trùng môi trường có thể bị nhiễm virus từ người mắc bệnh bộ y tế cho biết hiện chưa có thuốc đặc hiệu điều trị đậu mùa khỉ tiêm vaccine đậu mùa có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ tuy nhiên hiệu quả vắc xin đậu mùa giảm dần theo thời gian. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức dự ký văn bản gửi các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các trường đại học, cao đẳng về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố, thành đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, các phòng giáo dục đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xác định việc thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là trách nhiệm của ban giám hiệu và thầy cô giáo của cơ sở giáo dục. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định, đưa số tiền đóng bảo hiểm y tế vào khoản thu hàng năm, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội dẫn các nhà hảo tâm mua thể cho các em, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trà soát, kiểm tra các trường hợp chưa đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia, xác định nguyên nhân để có giải pháp phù hợp vận động học sinh, sinh viên tham gia. Trong lúc học môn thể dục chạy bền, một nữ sinh lớp 9 có biểu hiện loạn choạng, ngã khuỷu xuống rồi tử vong sau đó. Sự việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 9, lớp 9A2 của trường bắt đầu học tiết giáo dục thể chất với các bài học chạy ngắn, chạy bền. Trong lúc lớp chạy bền được, khoảng 250 mét thì em hát đi bộ để về đích và có biểu hiện loạn choạng rồi ngã khử xuống. Lúc này, thầy dạy thể dục chạy lại sơ cứu và cho học sinh gọi bộ phận y tế của nhà trường. Tiếp đó, nhân viên y tế của trường đã có mặt và tiến hành sơ cứu theo nghiệp vụ tổ văn phòng gọi xe cấp cứu và báo cho gia đình em hát. Sau đó, xe cấp cứu chở em, nhân viên y tế cùng mẹ của em học sinh đến bệnh viện đa khoa Thiện hạnh. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu gần 2 giờ nhưng em hát đã không qua khỏi. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, lãnh đạo nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay của thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong tháng 9 năm 2023 khi giá trị của đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng tốc, thị trường chứng khoán quốc tế bị bán tháo. Lúc 6 giờ, giá vàng thế giới giao dịch tại 1900 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm theo giá thế giới. Lúc 8 giờ 45, giá vàng SCC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 68,05 triệu đồng một lượng, bán ra 68,75 triệu đồng một lượng, giảm thêm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng trang sức, giá vàng những 24k các loại được giao dịch quanh 56,65 triệu đồng một lượng mua vào. 57,6 triệu đồng một lượng bán ra, giảm tới 250.000 đồng một lượng. Quý vị đang nghe podcast người 1 30 của báo Người Lao Động, tiếp theo là phần tin quốc tế. Một thẩm phán ở New York ra phán quyết, cựu Tổng thống Donald Trump và hệ thống kinh doanh của gia đình ông đã gian lận trong việc thổi phòng giá trị bất động sản và tài sản của ông. Quyết định hôm 26 tháng 9 của thẩm phán Arthur Engoron tại tòa án bang New York ở Manhattan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổng chưởng lý New York Letitia James xác định thiệt hại tại phiên tòa dự kiến vào ngày 2 tháng 10. Thẩm phán Engoron cho biết bà James đã đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng ông Trump phóng đại giá trị tài sản rồng của mình từ 812 triệu đến 2,2 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, thẩm phán Engoron cũng ra lệnh hủy giấy phép kinh doanh của một số doanh nghiệp của ông Trump bao gồm Trump Organization hoạt động ở New York đồng thời ra lệnh chỉ định người quản lý tài sản xử lý công tác giải thể doanh nghiệp. Phán quyết bất lợi được đưa ra trong lúc ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2024. Thưa quý vị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nếu Mỹ giữ lời hứa về thương vụ máy bay F-16, nước này cũng sẽ làm điều tương tự liên quan đến việc Thụy Điển gia nhập NATO. Theo hãng tin Reuters, Phát ngôn trên đã được ông Ederoken đưa ra trên chuyến bay trở về từ vùng đất Nashville của Azerbaijan. Ông Ederoken cho biết Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidin và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã thảo luận về việc Thụy Điển nộp đơn gia nhập NATO vào tuần trước tại thành phố New York, Mỹ. Một vấn đề khác được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh trong phát biểu này là các trắc rối liên quan đến đề nghị của nước này mua máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Trước đó, Ankara đã đưa ra yêu cầu vào tháng 10 năm 2021. Thỏa thuận trị giá 6 tỷ đô la Mỹ sẽ bao gồm việc bán 40 máy bay phản lực F-16 cũng như bộ dụng cụ, hiện đại hóa cho 79 máy bay chiến đấu hiện có của không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các nhà lập pháp chủ chốt ở đội kép Beton đưa ra nhiều yêu cầu liên quan đến thương vụ này, bao gồm việc Ankara chấp thuận để Thụy Điển gia nhập NATO. Các châu lục đang dần hợp thành siêu lục địa tương lai mang tên Panea Ultima, mà theo các nhà khoa học từ Đại học Bristol, anh là một tin rất xấu với loài người. Theo CNN, nghiên cứu mới của nhóm Bristol sử dụng mô hình khí hậu siêu máy tính cho thấy, khí hậu trái đất sẽ trở nên khắc nghiệt đến nỗi khiến loài người và thậm chí tất cả các loài động vật có vú khác tuyệt chủng nếu Panea Ultima hình thành. Khí hậu vào thời điểm đó, khoảng 250 triệu năm tới, sẽ trở nên cực kỳ nóng, khô và hầu như thách thức các giới hạn sống còn của động vật có vú là những sinh vật đã không tiến hóa để thích nghi với việc tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao đó không phải là một câu chuyện giả tưởng bởi các nghiên cứu gần đây đã chứng minh sự tái hợp và tan rã của các lục địa thường liên quan đến các đại tuyệt chủng hoạt động kiến tạo từ lâu đã được chứng minh là tác động mạnh mẽ đến từ quyển khí quyển khí hậu và các yếu tố môi trường khác của một hành tinh có thể hiểu đó là quá trình di chuyển của các mảnh vỏ trái đất chính là các mảng kiến tạo cổng trên lưng các lục địa hay đại dương các lục địa trên thế giới đã nhiều lần hợp nhất thành siêu lục địa rồi tan rã. Tuy kiến tạo mạng có thể là án tử với một lớp sinh vật nào đó trên hành tinh, nhưng cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự hình thành sự sống ban đầu, ổn định khí quyển, từ quyển và hóa học của hành tinh để sự sống đó được nuôi dưỡng. Quý vị và các bạn thân mến, Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay, ekip thực hiện chương trình, Ngọc Lý, Quốc Thắng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.